đường các bạn. Không kiểu chi mà cái đầu ăn móp hết nhỉ? Lộn. Lộn đâu? Lộn. À lộn. Đúng rồi kìa. Nó nằm móc cái dậy. Nó lăn mấy vòng xuống đấy. Nặng ạ. Nặng. Chưa lên. Vẫn chưa lên nữa. Chương trình này có hay lắm không? Nó hay lâu rồi mà kéo cho rồi đi lên lúc nào mới lên được đi kiểu gì thế chứ nó cái chỗ mặt đã sóc ấy. Vỡ ơi như kìa kìa không hiểu nên nó đi kiểu gì à? Hai thằng này nó lên nó va vào cái thành ấy này buồn ngủ hay sao chứ chắc thế sợ. Có lên nào có đổ ít xăng dầu nào không? Dạ biết. Thế rồi. Hút rồi. Không bị làm tràn dầu ra. Có bị con ở dưới ít chảy lấy một ít. Đâm nhau à? Xe kia xe to không? Bên chân nó xe tàu nó dày nó to. Không mà không có đi nhanh. Thằng nào lên dốc? Bên này con dốc. Chị kia xuống nó đi khổ.
sân lay à? Nhưng mà tối qua họ gọi là gọi công an bên Hòa Bình. Đây Hòa Bình với lại Sơn La là gây giáp nhau nhỉ? Bây giờ tính hai cái đồi này. Hai cái đồi này. Sơn La Hòa Bình đây là. À. Giáp nhau thật. Đi sao được? Đi thôi, ta về đi anh. Để xe. Tắt đường đấy các bạn này, thì chiếc xe này xin chào các bạn nhá, mình sẽ xuất video sau nhá, xin chào các bạn.